Bộ phim Long Phụng Thần Tướng. Sản xuất Tăng Phụng Tuyết, giám chế Lỗ Tuấn Cốc, biên kịch Trương Văn Phong, đạo diễn Long Thiệu Cơ, Tưởng Gia Tuấn, với các diễn viên Bạch Bưu, Mạnh Lệ Bình, Cốc Phong, Lưu Thiếu Quân, Lưu Lệ Linh và một số diễn viên khác. Tập 14. Thúy Phụng, người gặp Cao Huynh, thái độ của Huynh ấy thế nào? Huynh ấy rất cương quyết, cứ đòi trả thù. Vậy cũng khó nói lắm. Xem ra chúng ta không dễ gì giúp họ làm lành với nhau. Nếu Dương gia đối với Niệm Võ và Minh Chủ, hậu quả khó mà lường trước được. Ta cho rằng người giành phần thắng sau cùng là Dương gia, tại vì liệt dương trưởng của ông ấy đã luyện đến đệ cụ phẩm, có thể so ngang hàng với sư thúc và sư thúc mẫu. Nhưng mà Dương gia không phải là một kẻ nhẫn tâm, mùi nghĩ ông ấy không đào gốc trúc rễ đâu. Dương gia, đêm khuya quấy rầy hai vị, thật áy náy. Ngài đừng nói vậy, chẳng hay có chuyện gì dạy bảo không? Dạo này tôi có nhiều chuyện buồn, không biết nói với ai, cho nên mới tìm đến hai vị. Dương gia, ngài tiều tụy rất nhiều, ngài phải bảo trọng. Đã lâu tôi không gặp Vũ Y. Tôi nghĩ đến cô ấy, không tiều tụy sao được. Tôi có gặp bà ấy, bà ấy thanh thản hơn lúc xưa rất nhiều. Vậy tôi yên tâm nhiều rồi. Tình yêu là gì? Giày xéo cuộc đời của tôi. Dương gia, chuyện đã như vậy, ngài cần có trí tuệ và can đảm để giải quyết mọi vấn đề. Mọi chuyện đã rối tung lên, tôi không biết nên giải quyết thế nào. Dương gia, cách tự xử không khó, đó là lấy đức báo quán. Phải, ngày xưa là lỗi của ngài. Bất luận Minh Chủ và Cao Huynh đối xử với ngài như thế nào, ngài cũng phải nhường bộ. Nếu tôi được họ tha lỗi, tôi chấp nhận vì họ làm bất cứ chuyện gì. Nhưng mà liệu họ có cho tôi cơ hội hay không? Tất nhiên là họ không dễ chấp nhận được. Nhưng mà nếu ngài có lòng thành, ắt sẽ làm được. Ngài phải có sức chịu đựng. Dương gia, này Thiên Lý giáo vẫn chưa tiêu diệt được. Võ Lâm hiện nay chỉ còn Minh Chủ và Cao gia có thể chống lại Thiên Lý giáo thôi. Nếu hai bên tàn sát lẫn nhau, quả là không nên. Hai vị nói có lý, có tầm nhìn chính xác. Tôi sẽ làm mọi chuyện để được họ tha lỗi.
Ngoài à, con không thể nhìn được. Niệm võ, con nghe lời ta, tạm thời không nên trả thù. Ngoài à, chúng ta góp sức cũng đánh không lại ông ấy sao? Phải. Liệt dương trưởng của nó đã luyện đến đệ cửu phẩm rồi, kể cả tam hận lão nhân cũng không dám công khai thách đấu. Cho dù chúng ta có gặp lại, chưa chắc đã là đối thủ. Chẳng lẽ chúng ta bỏ qua như vậy sao? Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Ta khuyên con không nên nôn nóng. Một khi con nghĩ đến sự trảm tại ngọ môn, cha con bị chết thảm, thì con không nhịn được. Niệm võ, nóng nảy chỉ thêm hư chuyện thôi. Ngoại à, chúng ta nên làm sao? Con đi theo ta, chỗ này không thể dung thân được nữa. Đi à. Niệm võ, chuyện đã như vậy, con còn nghĩ đến Thúy Phụng sao? Ngoài Thúy Phụng ra, con còn một lý do khác. Chúng ta bỏ đi, mẹ con thế nào? Bà ấy sẽ không đi theo chúng ta đâu. Để ngoại bàn lại với mẹ con. Cho dù mẹ con không đi, cũng vậy giải quyết thôi. Để mẹ con ở đây ăn chay niệm Phật. Cao Nhai Ngạn sẽ không làm hại mẹ con đâu. Được, con đi theo ngoại. Một khi thời cơ đến, ta sẽ triệu tập đại hội võ lâm, buộc Cao Nhai Ngạn phải trả lại sự công bằng. Được, trước khi đi, con phải đi gặp mẹ. Niệm võ, con đừng bỏ đi. Cao Nhai Ngạn, ông nói vậy là sao? Ta hy vọng có thể bù đắp tất cả cho con. Nếu con chịu ở lại, ta có thể cho con kế thừa tiếp vị. Đồng thời ta sẽ dạy hết liệt dương trưởng cho con. Ông muốn mua chuộc tôi để tôi đừng trả thù chứ gì? Ngụy quân tử, miệng ngay lòng gian. Chắc hai người cũng biết, hai người không phải là đối thủ của tôi. Tôi làm như vậy hy vọng bù đắp lại lỗi lầm. Nếu như con ở lại, ta sẽ cho con tất cả. Niệm võ, con ở lại đi. Ta hứa cho con tất cả những gì của Cao gia. Để muốn gì? Muốn gì à? Muốn huynh sớm đi khỏi đây. Ta đi hay ở không liên quan đến đệ. Huynh ở lại đây làm gì? Chạy cha truyền tước vị cho huynh à? Ta cho đệ hay. Lẽ ra ta định bỏ đi, nhưng bây giờ ta đã thay đổi ý định rồi. Tức chết đi được, ngươi không đi, ta đánh cho ngươi phải đi. Trác Hùng, các con cùng một mẹ sinh ra, con không nghĩ tình, không còn tính người. Niệm võ, con suy nghĩ kỹ chưa? Không cần suy nghĩ, con đi theo ngoại. Ngày mai con đi thăm mẹ và Thúy Phụng, rồi sẽ đi theo ngoại. Vào đi. Đại thiếu gia, tôi đã kêu người nấu nước rồi, cậu vô tắm đi. Cảm ơn ông. Quản gia, không có gì, tôi có chuyện này muốn nói với cậu. Chuyện gì vậy? Đại thiếu gia, sau khi cậu bỏ đi, e rằng sau này tôi không thể gặp lại cậu nữa. Chuyện đã như vậy, tôi không thể ở lại đây nữa. Tôi sẽ nhớ mọi người. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện đi. Được.
Vào đi. Ông ngoại, con vào đây làm gì? Con nghĩ hôm nay ngoại nói rất có lý. Thứ thật là con không nên đối xử với đại ca như vậy. Con biết lỗi mà sửa, ta rất vui mừng. Ngoại à, ngoại và đại ca đừng bỏ đi nữa. Nếu hai người bỏ đi, mẹ con sẽ buồn lắm. Ta biết, sau này con phải chăm sóc cho mẹ con. Ta vì niệm võ nhất định phải đi. Ông ngoại à, tự nhiên gia đình mình lại ra nông nỗi này. Con không biết nên nói sao. Các con không có tội. Ta và cha con trở thành kẻ thù là chuyện không ai muốn. Trác Hùng, bất luận sau này ra sao, con cũng phải làm người tốt, phải làm nên sự nghiệp gian dội. Dạ. Trác Hùng, Trác Hùng, con sao vậy? Ngoại à, con không muốn sang ngoại. Con không nên nghĩ như vậy. Miễn sao con làm theo lời dặn của ta thì được rồi. Con đứng dậy đi. Dạ. Lạ thật. Rõ ràng tôi để hình nhân ở đây, sao lại không thấy? Bởi người ta. Có chuyện gì vậy? Trần lão gia chết rồi. Ông ngoại, ông ngoại, ông ngoại, ông ngoại. Tại sao lại ở đây? Lạ thật. Nhạc phụ, đại ca, huynh ác lắm. Tại sao huynh lại giết ông ngoại vậy? Để nó bậy, để nó bậy. Nếu huynh không giết ngoại, tại sao hình nhân của huynh lại dính máu? Tại sao vậy? Tôi vừa để xuống trong phòng, nhưng đột nhiên lại biến mất. Nhất định là có người giáo họa cho tôi. Ta không hài lòng về cách giải thích của con. Cao Nhai Ngạn, chính ông đã giết ngoại tôi. Ông lấy cấp hình nhân này nhằm giáo họa cho tôi. Con có bằng chứng gì? Với công lực của ngoại, người bình thường không thể tiếp cận được. Chỉ có ông mới làm được chuyện đó. Tại vì ông sợ ngoại sẽ triệu tập đại hội võ lâm để đối phó với ông, cho nên ông mới ra tay giáo họa cho tôi, tìm cớ để tiêu diệt tôi. Có đúng vậy không? Nói bậy. Tôi đã điều tra bằng chứng để tố cáo ông. Ông hãy nêu ra bằng chứng để biện hộ cho mình. Nếu không biện hộ được, hung thủ sẽ là ông. Còn nói bậy.
Tôi và sư huynh có thể làm chứng Dương gia không phải hung thủ giết minh chủ. Phải, tôi có thể làm chứng. Hai người có bằng chứng gì? Minh chủ vẫn còn hơi ấm, chứng tỏ minh chủ chết chưa tới nửa canh giờ. Còn Dương gia đến trò chuyện với chúng tôi hơn 2 canh giờ rồi. Phải, trừ khi chúng tôi nói dối. Nhưng có lý nào chúng tôi lại phải nói dối? Cao huynh, huynh hãy tin chúng tôi đi. Thực ra là ai vậy? Tại sao vậy? Huynh đừng giả vờ nữa. Ngoài huynh ra không còn ai. Đừng có nói quan cho ta. Nói quan cho ta. Thế nào? Muốn đánh nhau à? Trác Hùng, đi xuống. Niệm Võ, ta cũng cảm thấy không có lý nào con lại giết ngoại con. Nhưng mà sự thật bày ra ngay trước mặt, con là người đáng nghi nhất. Ông muốn kiếm cớ đi giết tôi. Thôi được, ông giết đi. Chẳng những ta không giết con, mà còn cho con cơ hội để chứng minh mình trong sạch. Tự con đi tìm bằng chứng đi. Cha, thật ra ai đã giết cha vậy? Mẹ, mẹ yếu như vậy không nên quá đau buồn nữa. Đúng là hết chuyện này đến chuyện khác. Con nói mẹ đã làm sai chuyện gì? Mẹ à, chúng ta không ai làm sai cả. Đây là do số phận chế nhạo chúng ta. Niệm Võ, tại sao hình nhân của con lại ở chỗ ngoại con vậy? Chính con cũng không biết tại sao. Họ đã nắm bắt chuyện này để con giết chết ông ngoại. Mẹ, mẹ có tin không? Con là con của mẹ, tất nhiên mẹ không tin con là hạng người đó. Mẹ, con nhất định phải đi. Sau khi lo mai táng cho ngoại, con sẽ ra ngoài để xông pha. Vậy cũng tốt. Con đi khỏi nơi nhiều thị phi này cũng tốt. Mẹ à, con lo cho mẹ lắm. Con không muốn bỏ đi như vậy. Niệm Võ, con đi đi. Cuộc đời còn lại của mẹ sẽ tu hành, không màng đến sự đời đâu. Mẹ à, Cao huynh, huynh không nên nói cho Cao phu nhân nghe, làm cho bà ấy thêm đau lòng. Rồi đây mọi chuyện sẽ sáng tỏ, sớm muộn bà ấy cũng biết chuyện này. Và lại bây giờ không nói, sau này sẽ không có cơ hội. Tại vì tôi phải đi khỏi đây. Vậy cũng tốt. Nam nhi chí tại tứ phương, huynh nên ra ngoài xông pha. Niệm Võ, trong lòng huynh có tính toán gì không? Tôi có 2 chuyện cần phải làm. Thứ nhất, phải giết Cao Nhai Ngạn. Thứ hai, phải điều tra rõ tên hung thủ giết ngoại tôi. Hai vị nghĩ sao về cái chết của ngoại tôi? Với võ công của ông ấy, cho dù là Tam Hận Lão Nhân hay Cao Dương Gia, phải dùng đến 50 chiêu mới có thể chiếm thế thượng phong. Không thể giết ông ấy một cách âm thầm như vậy được. Có thể cắm hình nhân vào cổ họng của ông ấy, chứng tỏ là họ đang đối mặt nói chuyện với nhau. Nếu vậy, thân phận của hung thủ phải là người nhà. Hung thủ không bị bại lộ thân phận, chỉ có một khả năng, hắn phải là người của Cao gia. Chúng ta có thể thu hẹp phạm vi này. Quan hệ giữa hung thủ và ông ấy rất mật thiết, cho nên minh chủ hoàn toàn không đề phòng. Do đó hắn mới có cơ hội ra tay trong cự ly gần. Đúng vậy, những người có quan hệ mật thiết đó chỉ có huynh, Trác Hùng, Dương gia, phu nhân, tôi và Thúy Phụng.
Minh chủ không tin Dương gia có thể loại trừ. Phu nhân không biết võ công cũng có thể loại trừ. Bây giờ chỉ còn lại sư huynh, tôi, huynh và Trác Hùng. Tôi và Thuyết Phụng không có quan hệ lợi hại với Minh chủ, không có động cơ mưu sát. Bây giờ chỉ còn lại huynh và Trác Hùng. Tôi hiểu rồi, là Trác Hùng. Nếu là huynh, không dạy gì huynh lại lấy tính vật mang theo trong người. Nghi ngờ lớn nhất chỉ còn lại mình Trác Hùng. Nhưng chúng ta không có bằng chứng, đây chỉ là giả thiết thôi. Tại sao hắn phải giết ông ngoại vậy? Làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy cần phải có động cơ. Về động cơ giết người, tôi giả định hai điểm. Thứ nhất, Minh chủ và Dương gia có thù oán, huynh ấy thấy cha mình ra tay. Thứ hai, huynh ấy sợ huynh có Minh chủ che chở, sau này tranh giành địa vị với huynh ấy. Nhất định là hắn. Trước đêm ông ngoại bị giết, chính miệng Cao Dây Ngạn nói với tôi và ngoại tôi, cho tôi kế thừa tước vị và dạy liệt dương trưởng cho tôi. Chắc là bị nó nghe thấy. Tất cả mọi nghi vấn đều hợp tình hợp lý. Theo tiếng số mà nói, Trác Hùng có cặp mắt trắng, hình tam giác, mày rậm và cao, lông mày mọc ngược, mũi két, tai chẻ, là tướng ác độc. Giả lại khi quay mặt lại, thân của huynh ấy không cử động. Hình thái này chỉ có ở loài sói. Huynh ấy thuộc hình sói, nhập hình nhập cách, chủ đại quý, cho nên cậu ấy xuất thân từ gia đình quan hoạn. Nhất định là hắn. Niêm võ, huynh không nên xúc động, huynh không có bằng chứng. Nếu cậu ấy cãi bướng, huynh không làm gì được cậu ấy đâu. Tôi sẽ đánh cho hắn nhận tội. Huynh đánh lại huynh ấy sao? Huynh ấy hy vọng huynh cho huynh ấy cơ hội đấy. Nếu huynh chủ động tìm huynh ấy, huynh ấy giết huynh vì tự vệ. Huynh ấy không thẹn với Dương gia và phu nhân đâu. Cô nói đúng. Khi ông ngoại còn sống đã từng nói, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Ông ngoại, con đã điều tra được hung thủ giết ngoại là Trác Hùng. Con thề sẽ trả thù cho ngoại. Ngoại hãy phù hộ cho con. Mời vào. Thúy Phụng, cô bới quẻ à? Huynh mặt tôi không nói cho huynh nghe. Thúy Phụng, tôi phải ra đi. Tôi đến đây để chào từ biệt cô. Niệm võ, chuyện đã xảy ra như vậy, huynh muốn ra đi cũng đúng thôi. Sau này huynh có tính toán gì? Tôi cũng mong có thể trả lời. Rất tiếc tôi cũng không biết. Nhưng mà dù sao chỗ này cũng không còn thích hợp với tôi, thà tôi bỏ đi còn hơn. Niệm võ, dù muốn dù không, huynh cũng không nên tiêu cực như vậy. Huynh phải lấy lại niềm tin, phải làm nên sự nghiệp. Mục tiêu bây giờ của tôi là luyện võ công cho tốt, giết Cao Nhân Ngạn và Trác Hùng để trả thù cho cha và ông ngoại. Niệm võ, tại sao huynh không chịu nghe lời của tôi và mẹ huynh khuyên chứ? Tuy họ đã làm chuyện xấu, họ sẽ bị quả báo. Trên đời này chẳng có quả báo, chỉ có cường quyền. Tôi chỉ biết là máu trả bằng máu thôi. Nếu huynh không nghe tôi khuyên, tôi không thể làm gì hơn. Nhưng tôi cho huynh biết một chuyện, huynh đừng vì trả thù mà bất chấp thủ đoạn. Chúng ta là bạn thân, hôm nay xa nhau, không biết ngày nào gặp lại. Tôi thấy luyến tiếc lắm. Thúy Phụng,
Tình yêu mà tôi dành cho cô mãi mãi không thay đổi. Bây giờ tôi nhà tan cửa nát, không nên nói chuyện tình yêu trai gái. Nhưng mà tôi sẽ mãi mãi nhớ cô. Nếu một ngày nào đó tôi trả được mối thù này, tôi sẽ trở về tìm cô. Cho nên tôi mong cô đón nhận tôi. Niệm Võ, tuy tôi không thể đón nhận tình cảm của huynh, nhưng tôi biết huynh thật lòng với tôi. Tôi rất cảm động. Nhưng mà huynh hãy quên tôi đi. Chúng ta sẽ không có kết quả đâu. Tôi không yêu cầu kết quả gì. Tôi chỉ muốn cô biết tôi yêu cô thì được rồi. Thúy Phụng, cô hứa với tôi một chuyện đi. Huynh nói đi. Tôi muốn cô tặng cho tôi một món quà, để tôi có thể nhìn nó mà nghĩ đến cô. Được. Chúc huynh tương lai sáng lạng. Cảm ơn. Cô nói lại cho Ngọc Long biết, tôi phải ra đi. Hai vị đều là bạn thân của tôi. Tôi sẽ trân trọng tình bạn này. Để muốn gì? Không, để đến tiễn chân huynh thôi. Không cần ngươi tiễn. Ta không làm huynh đệ với loài cầm thú đâu. Võ công của huynh chỉ tầm thường thôi, nhưng miệng lưỡi rất lợi hại. Nhưng miệng lưỡi của huynh sẽ hại chết huynh đó. Kể cả ông ngoại ngươi cũng dám giết. Ta nghĩ ngươi không tha cho người anh cùng mẹ khác cha này đâu. Huynh đòi đánh với tôi à? Chỉ tiếc liệt dương trưởng của huynh chưa đạt yêu cầu đâu. Dừng tay! Tại sao huynh đệ lại tàn sát đến nhau vậy? Không mắc mới đến huynh. Cao Niệm Võ, xem như huynh gặp may, nhưng lần sau chưa chắc được như vậy đâu. Cao huynh, tại sao huynh lại có cái bớt này? Tôi vừa chào đời đã có cái bớt này rồi. Có gì không ổn à? Cái bớt này là có tên Tam Sát Chí, có nghĩa huynh là người tam sát mệnh. Tìm kiếm mãi không thấy, thì ra nó ngay trước mặt mình. Niệm Võ, trước kia tôi ngăn cản huynh thương Thúy Phụng, nhưng bây giờ tôi lại tán thành hai người yêu nhau. Tôi đang gánh chịu thù oán sâu từ biển cả, làm sao dám nghĩ đến chuyện tình yêu trai gái. Tôi nghĩ nên tạm gác lại chuyện đó. Xin chào Cao huynh. Cao huynh. Thúy Phụng. Thúy Phụng. Ta tìm được rồi. Sư huynh, hôm nay huynh sao vậy? Ăn nói không có đầu đuôi gì cả. Ta đã tìm được người tam sát mệnh rồi. Mụi còn tưởng huynh nói gì chứ. Mụi biết người đó là ai không? Người đó chính là Niệm Võ đấy. Niệm Võ? Phải. Những chuyện trong đời khó đoán trước được. Ta cũng không ngờ người đó là Cao huynh. Người tam sát mệnh, trăm ngàn người chỉ có một. Vậy thì sao? Chúng tôi không có duyên phận, chỉ uống cơm của huynh thôi. Thúy Phụng, mụi không nên bướng bỉnh như vậy. Thời gian của mụi không còn nhiều. Huynh nhẫn tâm nhường mụi cho người khác không? Huynh còn nhớ trước kia, hồi chúng ta ở tổng đàn của Thiên Lý Giáo, huynh từng nói những lời gì?
Ta chỉ nghĩ đến hôn nhân của muội. Ngoài ra ta không biết gì cả. Huynh, huynh hay lắm. Thúy Phụng, huynh tưởng ta vui lắm sao? Nhưng mà chúng ta không thể chống lại số phận được. Niệm Võ là bậc nhân tài, sau này sẽ làm nên sự nghiệp. Muội có được người chồng tốt như vậy, ta thấy an ủi lắm. Huynh đừng nói nữa. Thúy Phụng, hay là chúng ta đi khỏi đây. Chúng ta đi tìm Niệm Võ. Ta biết tâm trạng hiện nay của huynh ấy rất đau buồn, vả lại cần có người giúp đỡ. Dương gia, chúng tôi quý thầy đã lâu, tôi và Thúy Phụng phải đi khỏi đây, cho nên đến đây chào từ biệt ngài. Hy vọng hai vị ở lại, tôi rất cần sự giúp đỡ của hai người. Thiền Lý giáo tạm thời biệt tâm biệt tích, tôi nghĩ chúng tôi cần phải đi khỏi đây. Nhạc phụ của tôi đã mất, tạm thời chưa ai thay cho chức Võ Lâm Minh Chủ. Tôi hy vọng cậu có thể giúp tôi triệu tập đại hội Võ Lâm, bầu chọn Minh Chủ. Gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, tôi đã kiệt sức. Về chuyện bầu chọn Minh Chủ, rất cần hai vị. Dương gia, vậy chúng tôi ở lại giúp ngài. Tôi phải trả thù. Tôi phải trả thù. Tôi phải trả thù. Xin mời, hàng đẹp lắm. Hàng gì cũng có, xin mời. Ông chủ, cho hai cái bánh bao, có ngay. Ông chủ, xin lỗi, tôi quên mang theo tiền. Không có tiền à, đi chỗ khác đi. Cao công tử mời. Chủ nhân tôi nói chúng tôi không có cao lương mỹ vị, xin công tử đừng chê bai. Xin mời công tử. Chủ nhân nhà tôi kêu tôi mang bộ quần áo mới và vàng đến cho công tử tiêu xài, chẳng đáng bao nhiêu, mong công tử nhận lấy. Sau khi dùng xong, mời công tử đi gặp chủ nhân của tôi. Chúng tôi đã cho xe ngựa chờ sẵn ngoài kia. Chủ nhân của cậu quả là người chu đáo. Công tử mời. Mời công tử ngồi. Công tử, hãy dĩ cô nương này đến tiếp công tử. Công tử cứ tự nhiên, tôi xin phép. Chào công tử.
Công tử, ngài uống đi. Tôi tự uống được rồi, hai vị không cần phải tiếp tôi làm gì. Cao công tử, nếu chúng tôi tiếp đại thiếu chu đáo sẽ bị chủ nhân phạt đó. Phải, ngài uống đi. Thôi được rồi, cô múa giúp vui cho tôi đi. Không có nhạc làm sao tiếp múa được. Tôi đàn cho cô múa. Được, mời công tử. Mời. Hay lắm, hay lắm. Lùi xuống. Tam Hận lão nhân, thật chẳng muốn gì? Tôi chỉ muốn làm bạn với cậu thôi. Chúng ta không cùng đường, không thể làm bạn. Chúng ta là kẻ thù, chánh tà bất lưỡng lập. Chánh tà chỉ do người đời áp đặt thôi. Có nhiều kẻ cho là người tốt còn thua kém tôi nhiều. Thí dụ như tên Cao Nhân Ngạn, đáng để cho chúng ta căm thù. Tiểu huynh đệ, chúng ta cùng uống rượu có được không? Sau khi uống xong, cậu muốn xem tôi là bạn hay thù thì tùy cậu. Biển người mênh mông, có thể gặp nhau xem như là duyên số. Mời, chúng ta cạn đi. Vừa rồi nghe tiếng đàn của cậu, gợi cho tôi nhớ lại thời niên thiếu. Hồi tôi cỡ tuổi như cậu, tôi cũng thích âm nhạc. Người yêu âm nhạc là người có tình cảm. Không ai giết người không chớp mắt nhau vậy. Tôi gặp tai kiếp, mọi chuyện đã thay đổi hẳn. Năm xưa tôi cũng là một nhiệt huyết thanh niên. Con người ta ai cũng thay đổi. Nhưng thay đổi thế nào đi nữa cũng phải giữ lại bản chất vốn có. Thanh niên vẫn giữ được bầu nhiệt huyết. Nhưng tôi vừa nghe tiếng đàn của cậu, trong đó đầy sát nghiệt. Chắc là trong lòng của cậu đầy thù hận. Qua tiếng đàn mà hiểu được tôi, ông đúng là người tri âm. Tôi cảm thấy cậu rất giống tôi. Tôi thật lòng với người ta, nhưng rất tiếc tôi bị thiên hạ phù bạc. Số phận của tôi thật thê thảm. Cũng như cậu tôn trọng Cao Nhai Ngạn, nhưng hắn giết cha cậu, cướp mẹ cậu. Cậu đối xử tốt với Cao Trắc Hùng. Hắn không chỉ hại cậu, còn giết ông ngoại của cậu. Cậu một lòng thương yêu Lữ Thúy Phụng, cô ấy lại từ chối cậu. Số phận thật bất công với cậu. Lý do tại sao tôi căm thù Ngụy Quân Tử, giết sạch bọn họ, đó chẳng phải là tâm trạng của cậu sao? Thôi đi, ông đừng nói nữa. Tôi lớn tuổi hơn cậu, tôi gọi cậu bằng Niệm Võ. Tôi cảm thấy cậu hạp tánh của tôi lắm. Tôi muốn cậu gia nhập Thiên Lý Giáo, tại tôi rất thích cậu. Không được. Đừng xúc động. Tôi sẽ nêu ra điều kiện cho cậu tham khảo rồi tính sau. Tôi có thể dạy cửu âm chưởng cho cậu. Một khi cửu âm chưởng của cậu luyện đến cấp 9, cậu sẽ chống lại liệt dương chưởng của Cao Nhai Ngạn. Như vậy cậu có thể dễ dàng trả thù. Tần Thiên Nam đã chết, Cao Nhai Ngạn triệu tập đại hội Võ Lâm để bầu lại Võ Lâm Minh Chủ. Tôi biết hắn sẽ đề cử Cao Trắc Hùng để làm Võ Lâm Minh Chủ. Để tên tiểu nhân ấy làm Minh Chủ, đâu còn gì là chánh khí. Nếu cậu gia nhập Thiên Lý Giáo, tôi có thể dạy võ công cho cậu. Còn nâng đỡ cậu làm Võ Lâm Minh Chủ, như vậy cậu sẽ đánh bại Cao Trắc Hùng trên võ đài, trả thù cho ông ngoại cậu.
Chỉ cần cậu có sự nghiệp, sẽ chi không có người đẹp. Đến lúc đó Lữ Thúy Phụng sẽ sùng bái cậu, cậu sẽ giành được người mà cậu thương yêu. Cao Niệm Võ này chỉ là một kẻ tầm thường, những người như tôi không thiếu, tại sao ông lại giúp tôi? Chữ duyên khó nói lắm. Tôi thích cậu, cậu giống tôi hồi còn trẻ. Ông giải thích như vậy nghe cũng được, nhưng mục đích thật sự của ông là gì? Sòng phẳng lắm. Được, vậy tôi xin nói thẳng với cậu, tôi hy vọng sau khi cậu lên chức Võ Lâm Minh Chủ, giúp Thiên Lý Giáo làm chút công việc, giúp ông làm gian can luật. Tôi không làm được. Không, không phải đâu. Tôi muốn thông qua sự giúp đỡ của cậu tạo cho Thiên Lý Giáo một thể đứng trên Võ Lâm. Chúng tôi không cần ẩn náu như bây giờ. Chỉ có vậy thôi sao? Trời đất chứng giám cho lòng tôi. Địa vị của cậu trong Thiên Lý Giáo chỉ thấp hơn tôi thôi, hơn cả mọi người. Trừ khi ông hứa với tôi một điều, tôi mới gia nhập. Vậy cậu nói đi. Từ nay về sau, Thiên Lý Giáo không được giết kẻ vô tội, không được làm hại Võ Lâm. Thế nào? Chỉ cần Thiên Lý Giáo có chỗ đứng chính thức trên giang hồ, tôi sẽ không làm bậy. Được, tôi hứa với ông. Cha, Niệm Võ đã đi rồi, còn thấy nhẹ cả người. Cả đời cha không thể yên tâm được. Cha, cha mềm lòng như vậy sao? Trác Hùng, cha đặt hết hy vọng vào con, con phải cố gắng hơn. Cha, con cứ mong có thể làm nên sự nghiệp, nhưng cha phải giúp con đó. Con là con duy nhất của ta, cha sẽ dạy hết liệt dương chưởng cho con. Con phải cố gắng học tốt. Con biết rồi cha. Con sẽ không làm cho cha thất vọng đâu. Con hy vọng được làm Võ Lâm Minh Chủ, để Cao gia nở mày nở mặt. Con nói gì? Con đợi làm Võ Lâm Minh Chủ à? Không được sao? Đây là chuyện mà mọi người đều mong làm được. Con biết nghĩ như vậy, cha cảm thấy vui mừng lắm. Nhưng mà cha sợ người ta không phục con thôi. Cao gia lừng danh khắp thiên hạ, nếu như được cha đề cử, con cho rằng sẽ có hy vọng. Cha, được, nếu như con muốn vậy, cha sẽ giúp con. Ngày mai cha nhờ Ngọc Long và Thúy Phụng triệu tập anh hùng thiên hạ để triển khai đại hội Võ Lâm. Cảm ơn cha. Dương gia kêu chúng tôi đến đây có chuyện gì không? Tôi có chuyện muốn nhờ hai vị. Dương gia không cần khách sáo, nếu có chuyện gì ngài cứ dặn dò. Tôi muốn nhanh chóng triệu tập đại hội Võ Lâm, làm phiền hai vị giúp tôi triệu tập anh hùng thiên hạ. Được, chúng tôi xuất phát đây. Được, mời. Các vị, tôi thông báo một tin vui đến mọi người. Cao Niệm Võ, con trai trưởng của Cao Nhai Ngạn, chính thức gia nhập vào Thiên Lý Giáo của chúng ta. Tôi giao cho cậu ấy làm tổng hộ pháp. Quan hô. Cảm ơn, cảm ơn. Niệm Võ, tất cả mọi thứ của bổn giáo, kể cả vàng bạc châu báu, người đẹp, cậu đều có quyền sử dụng. Cảm ơn giáo chủ. Phải rồi, theo quy định của bổn giáo, huynh có thể tự do hưởng lạc, sở hữu tất cả, kể cả chúng tôi và tôi nữa. Nếu tổng hộ pháp có chuyện gì không hiểu, tôi sẵn sàng giúp đỡ huynh. Cảm ơn cô, cảm ơn mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người. Thiếu niên anh hùng, đến đâu cũng được người ta hoan nghênh. Giáo chủ lại cười tôi rồi. Niệm Võ, Cao Nhân Ngàn đã phái Lý Ngọc Long và Lữ Thúy Phụng xuất phát đi mời thiên hạ anh hùng để triển khai đại hội Võ Lâm. Cậu phải luyện cửu âm chưởng ngay. Giáo chủ nói đúng, đây là bí kíp cửu âm chưởng. Cảm ơn giáo chủ. Bái kiến Dương gia. Các vị anh hùng, các vị lặn lội từ xa đến đây, tôi vô cùng vui mừng. Mời ngồi.
Ngọc Long, Thúy Phụng, thật chất giả cho hai vị. Không có gì. Dương gia, ngài quá khách sáo đấy. Các vị anh hùng, không may nhạc gia tôi bị người ta hãm hại. Chức vụ Võ Lâm Minh Chủ đang bỏ trống. Nay thiên hạ đang đại loạn, không thể thiếu người lãnh đạo. Cho nên tiểu đệ mạn phép triệu tập anh hùng các nơi, chuẩn bị bầu chọn minh chủ mới. Dương già nói đúng, bầu chọn minh chủ là chuyện hệ trọng. Người có tài năng và võ công phải được mọi người công nhận. Chẳng hay Dương già có kế hoạch gì? Phải đó, chức vụ minh chủ rất hệ trọng. Chẳng hay Dương già có tính toán gì không? Này nước Kim xâm lược Trung Nguyên, cấu kết với Võ Lâm bại hoại, không tiêu diệt mối tai họa của Võ Lâm như Thiền Lý Giáo, thì Võ Lâm của chúng ta sẽ không được yên thân. Tôi đề cử con tôi Trác Hùng làm Võ Lâm Minh Chủ. Vì lợi ích của Võ Lâm, lão phu có trách nhiệm đề cử nhân tài. Còn tôi có lòng thành muốn lãnh đạo Võ Lâm, chủ trì chính nghĩa. Cái chết của ngoại tôi là một đả kích lớn cho tôi. Tôi phải biến đau thương thành sức mạnh, nếu giúp ông ngoại tôi lãnh đạo Võ Lâm đồng đạo chống lại Thiên Lý Giáo. Dương gia, ngài là người đức cao vọng trọng, giả lại còn là con rể của minh chủ, lẽ ra chúng tôi phải tôn trọng ý kiến của ngài. Nhưng mà chức minh chủ không phải chuyện đùa, chúng tôi cần bàn bạc lại. Con của ngài có võ công cao cường, nhưng ngoài võ công ra cần phải có tài năng mới có thể phục chúng được. Hai vị có thành kiến với tôi, cho rằng tôi làm không xuể hay sao? Tôi chỉ nhắm vào công việc chứ không riêng cá nhân nào. Tôi không có thành kiến với cậu. Cho phép tôi nói thẳng, tôi hoàn toàn không hiểu gì về cậu. Chỉ bằng lời nói của Dương gia mà bầu cậu làm minh chủ sao? Phải, tôi tin rằng mọi người đều không phục. Phải, không ai phục cả. Nếu các vị nói như vậy, tôi có một cách. Chúng ta sẽ tỉ võ, người nào thắng thì làm minh chủ. Có đồng ý không nào? Dương gia, ý của ngài thế nào? Thực ra tỉ võ chọn minh chủ không phải là cách hay, nhưng mà tình hình căng thẳng, chúng ta phải nhanh chóng bầu ra minh chủ để lãnh đạo chúng ta tiêu diệt Thiên Lý Giáo. Dương gia, các vị, điều cần chú ý trước khi bầu chọn minh chủ là đạo đức và nhân cách của người đó, sau đó mới đến võ công. Nếu chọn sai người, cả Võ Lâm sẽ vạn kiếp bất phục. Sư huynh tôi nói đúng. Nếu lấy nhân cách và đạo đức con người làm chuẩn, tại sao không mời một thầy giáo về làm minh chủ cho rồi? Cũng như cha tôi vừa nói, không thể thiếu gì minh chủ. Chúng ta không nên chậm trễ, cứ quyết định vậy đi. Thank you.